Clip này sẽ nói về một vấn đề đã được tồn động khá là lâu rồi và anh em cũng sẽ không suy nghĩ đến bởi vì biết nó vẫn còn rất lâu mới có thể diễn ra, đó chính là máy tính lượng tử. Đây là một bề mở nên là anh em cứ tự do thảo luận bên dưới phần comment hoặc là vào cái channel của bọn mình để mà tự do thảo luận vào bên trong đó ha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả. Đồ cái mày đó. Trước tiên thì mình muốn nói đến Quantum Computer, nó là cái gì và cái sự nguy hiểm của nó đến mức nào. Thì Quantum Computer nói ngắn gọn, nó chính là cái thằng mà sẽ đá vô mồm mấy thằng dự án mà bảo là dự án tao cực kỳ bảo mật và không có ai làm được gì tao hết á. Thằng Quantum Computer này nó chính là một cái hộp Pandora trong cái không gian web 3 này. Nó chứa đựng rất nhiều sự nguy hiểm nhưng mà nó sẽ không thể nào là hộp Pandora nếu như mà nó không chứa những cái hy vọng bên trong nó. Vậy thì trước tiên, những cái sự nguy hiểm mà nó mang đến là cái gì? Thì mấy bạn cứ tưởng tượng là cái thằng máy tính thông thường á, này nè, nó là một thằng đai đen cho Windows, còn thằng PC á nó sẽ là một thằng Son Goku. Thì những gì mà thằng đai đen cho Windows nó quýnh được, nó làm được á thì thằng PC đều làm được hết luôn, thậm chí là làm tốt hơn cả ngàn lần luôn nha. Thì PC nó có gì mà nó kinh khủng tới vậy? Về cơ bản thì thằng PC nó khác cái máy tính thông thường ở cái chỗ máy tính thông thường anh em sẽ sử dụng bit, nghĩa là 0 và 1, right? Thì thằng PC nó khác ở cái chỗ là nó sử dụng quantum bit. Mình sẽ lấy hai cái tính chất cơ bản của thằng PC để mà nói cho anh em dễ hiểu và chỉ cần nhớ hai cái đó thôi. Đó chính là superposition là siêu vị trí và entanglement đó chính là việc vướng víu lượng tử. Thì cái superposition nó chính là, ok mình sẽ lấy cái ví dụ ha. Đây, một cái bit trong máy tính thông thường thì trong một cái bit máy tính thông thường nó chỉ có thể là 0 hoặc là 1 thôi. Còn cái thằng qubit á, cái thằng qubit á thì nó có thể vừa là 0, có thể vừa là 1 luôn, chứ không có nghĩa là nó bị quy định chỉ là 0 hoặc 1 ha. Nghĩa là anh em có thể thấy được cái việc là nó rất là nhanh, nghĩa là nó có thể vừa là 0, có thể vừa là 1, nghĩa là nó có thể thay đổi dựa trên cái sự yêu cầu mà người sử dụng họ cần. Còn entanglement, vướng víu lượng tử là gì? Là ví dụ vẫn là cái bàn qubit này, có một thằng lại quấn mình thì thằng sẽ đau trước, sau đó rồi mới tới mình đau, hiểu không? Nghĩa là cái sự phản xạ, cái sự phản xạ hả, phản xạ cái sự mà kiểu tốc độ phản xạ của phản ứng của nó cực kỳ nhanh. Đó chính là cái khái niệm cơ bản và dễ hiểu nhất mà mình có thể nghĩ ra so với cái entanglement của mình. Thì nhờ có hai cái tính chất là superposition và entanglement này, nó tạo ra cái việc mà những cái tốc độ xử lý của thằng PC nó cao hơn gấp cả ngàn lần đối với máy tính thông thường, và nó vô tình nó bật lên cái chế độ sợ hãi trong lòng của những anh em developer. Vậy thì chính xác cái sự sợ hãi này nó là cái gì? Cho anh em nào chưa biết thì BTC được cho là bảo mật nhất thế giới tại vì nó chạy được hai cái thuật toán này, hai thuật toán cơ bản này, đó chính là ECDSA, là đường cong elliptic và hàm băm mật mã SHA-256. Thì hai cái loại thuật toán này nó liên quan tới toán học, tính toán nhiều á. Thì cái máy tính thông thường này nó không thể nào mà tính được trong một khoảng thời gian ngắn, mà có thể là thời gian dài cả ngàn năm hay là triệu năm. Thì đó, thì bây giờ PC giải quyết được vấn đề này. Thế bạn đó, có cả triệu năm thì cũng như ba. Thì nói chó quá anh thôi. Nhưng mà hai cái thuật toán này nó liên quan gì đến việc PC có thể giải nó? Mình sẽ lấy một cái ví dụ ở trên mạng Bitcoin. Mình không có xài Bitcoin nên là mình lấy cái ví gì vì em ngẩn nói ha. Thì đây là một cái nghĩa chỉ ví. Anh em cứ mường tượng là một cái ví Bitcoin đi nha. Đây là thật sự là ví EVM nhưng mà you already know bro. Thì trong một cái ví nó sẽ gồm có ba thành phần chính, đó chính là public key, private key và seed phrase. Seed phrase là cái 12 cụm từ mà khi mà anh em tạo ví nó sẽ có. Còn cái private key là anh em khi mà vào ví thì bấm vô cái phần để mà coi private key, để mà kiểu import cái ví của anh em qua một cái thiết bị khác, thì nó chính là cái private key. Còn cái public key anh em không thể nào mà kiếm ra được, biết tại sao không? Là tại vì đó chính là thành quả của thuật toán SHA-256. Khi mà nó bấm cái public key của anh em ra thành cái nghĩa chỉ ví, nghĩa là cái nghĩa chỉ ví của anh em chính là cái public key của anh em. Còn cái đường cong elliptic là cái ECSDA, nó chính là cái thứ để mà xác minh giao dịch, hiểu không? Nghĩa là khi mà anh em xác minh giao dịch rồi muốn thực hiện một cái giao dịch nào đó thì cái đường cong elliptic này nó sẽ xác minh cả public key và private key cùng một lúc để mà nó chứng nhận đây chính là anh em để mà nó thực hiện cái giao dịch đó. Đó đơn giản dễ hiểu, anh em chỉ cần hiểu như vậy thôi. Elliptic nó là toán cao cấp, mình chưa bao giờ học qua toán cao cấp. Thì
đó chỉ mới là phần cơ bản thôi. Nghe nó chưa cơ bản lắm nhưng mà thật sự nó chỉ là phần cơ bản thôi. Giờ đến cái lúc tại sao mà thằng WeC nó phá cái đó nè. Thì đường cong elastic nó là cái thứ để mà xác thực giao dịch như là mình vừa mới nói. Có một cái vấn đề, khi mà anh em thực hiện giao dịch, anh em sẽ lộ cái public key của anh em ra, có chính là địa chỉ ví của anh em. Và khi hacker nó biết được cái địa chỉ ví của anh em này, nó sẽ cần phải thực hiện tầm 340 tứ triệu tỷ phép tính để mà ra được cái private key của anh em. Đó là so với máy tính thông thường, và nó tốn hơn tầm 1000 năm. Nhưng đối với tụi Quantum Computer, với cái thuật toán so của tụi nó, 340 tứ triệu tỷ này nó được cắt gọn chỉ còn có phép tính thôi. Và cái đóng 2 triệu phép tính này nó được tính toán trong đâu đó tầm 1 đến 2 tiếng là xong rồi, là nó đã ra được cái private key của anh em để mà ngay vô với anh em rồi. Thì tiếp theo, mã hóa SHA-256 là một loại mã hóa một chiều. Có nghĩa là như thế nào? Thì trong cái video clip này mình sẽ dùng một cái tool này, anh em có thể dùng thử luôn nha. Thì đây là cái tool cho anh em thấy được cái cách hoạt động của SHA-256 là như thế nào. Thì mình gõ vô đây là mấy thằng chó đẻ VC, nó sẽ trả ra một cái hàm băm tương tự như cái địa chỉ ví của anh em. Nhưng mà nếu mà anh em cầm cái hàm băm này á, anh em giải mã ngược lại á, thì chắc chắn sẽ không được. Khi mà có VC rồi á, em nhớ không nhầm là nó có một cái thuật toán rover, thì nó cũng làm một cái cách tương tự như thế này. Thì là nó sẽ giải cái hàm băm hồi nãy á, nó sẽ nhập bừa luôn, nhập y chang cái cách anh Lợi nói á. Thì nhập cho tới khi nào mà nó tìm được cái public key thì thôi. Thì cái cách này nó sẽ rút ngắn thời gian xuống còn tầm 1-2 tiếng. Nó y chang cái thằng so nãy à. Thì đó. Rồi sau đó là mất tiền. Ờ thì sau đó là mất tiền. Dạ anh em mình nghỉ chơi. Đó chỉ là một vài cái cách mà tụi Quantum Computer nó có thể sử dụng để mà nó thâm nhập vào ví của anh em, hay là nó giải mã blockchain etc. kiểu vậy đó. Việc etc. Ok. Thì đây là một vài cái thesis mà mình xem đây, nó giống như là một cái dạng hy vọng. Giống như cái khúc mà ngay từ ban đầu mình nói là cái hộp Bangara này nó có chứa hy vọng, còn không nó không thể nào gọi là hộp Bangara được. Đây là một vài cái thesis nè. Thứ nhất đó chính là Active Quantum Service. Hả? Cái này là tao chế, ok. Nó sẽ giống như kiểu Quantum as a Service á, nghĩa là anh sử dụng Quantum để mà anh tấn công tôi, thì tôi cũng sẽ sử dụng Quantum để mà tôi chống lại anh. Tôi làm một cái hàng rào tôi chống lại anh. Nó giống kiểu vậy. Thì đây chỉ là một cái headset thôi, kiểu như nó tạo ra một cái đó, xong rồi nó thay vì những dự án họ phải mua một cái Quantum để mà họ lấy về họ tạo ra một cái lá chắn như vậy, thì bây giờ là kiểu nó tạo ra một đóng cái dịch vụ luôn. Nó giống như kiểu Active Validator Service. Anh không cần phải có validator trên mạng lưới của anh. Anh có thể mướn validator cờ bên tôi, và nó vẫn đảm bảo được cho anh cái tính an toàn bảo mật, không bị tấn công cái gì đó giống như Agent, xong rồi nói là bị hack ví á. Thì ok. Đúng rồi, cái khúc cái bữa ý là anh thấy tụi Agent tự nhiên hack ví. Nó là Active Validator Service mà nó bị hack ví. Ờ, trong khi nó không bảo vệ được chính cái ví của nó nữa, sao nó bảo vệ được mấy thằng kia? Yeah. What the fuck? Got shit bro. Nhưng mà nói vui vậy thôi, nhưng mà thật sự thì mình vẫn nghĩ có những cái cơ hội để mà nó tạo ra những cái game mới. Giống như lúc đó nó sẽ một cái trend là Active Quantum Service hay là Quantum as a Service. Right? Thì đây là một cái headset mà mình nghĩ có thể xảy ra, bởi vì lúc đó, cái lúc đó nha, nghĩa là trong tương lai, cái lúc đó thì Quantum nó có thể là nó, cái chi phí nó đã giảm xuống rồi và mọi người có thể access với tới nó. Hiện tại là đã có thể access rồi, tại vì mấy dự án bự thì tiền đâu thiếu đâu, nhưng mà chưa ai làm, chưa ai gắn để làm, mà chưa ai mua Quantum để mà đi tấn công người ta, tại vì những tụi hacker tụi nó làm gì thì làm gì tiền, và cơ bản là tụi nó không có tiền tụi nó mới làm gì tiền. Thì làm sao mà tụi nó có tiền để tụi nó mua một cái Quantum mà nó làm vậy để tấn công vào tiền của người khác, và nó lấy tiền đó nó về túi tiền của mình. Nói tùm lum luôn. Cái thay xíu thứ hai nha, đó chính là GK. Mình cũng khá là bất ngờ khi mà mình đọc mấy cái bài research về vấn đề này, mình lại thấy người ta lại dùng là GK để mà kháng lại cái sự tấn công của WeC bằng cách là không để lộ cái public key lúc mà anh em thực hiện giao dịch á, bằng cách là anh em chứng minh anh em sở hữu cái public key đó thông qua cái việc là số dư token khi nào. GK stack hay GK snack có hai loại nha. Không, em nói cho rõ nha. Em nói GK trước rồi sau đó em mới nói là mấy cái bài tán mà nói là clip 13 tiếng đó mà. Nhưng mà ngày đơn giản thì mẹ ví dụ ngày thường đi ba hàng ngày nó thiết lập một cái GK. Thì ở bên GK snack á, nó sẽ yêu cầu là mình nhớ đó là cái việc mà thiết lập tin cậy giữa ba hàng ngày, nghĩa là ba hàng ngày phải bắt buộc là đã bỏ cái khóa này ra rồi, nghĩa là bỏ cái khóa này ra là ba hàng không có hàng nào giữ cái khóa này hết. Nhưng mà ở GK stack nó không yêu cầu cái việc này, nó không yêu cầu là anh em phải trust
với nhau, anh em phải trust up với nhau mà nó được lập trình sẵn ngay từ ban đầu. Nghĩa là vừa tạo ra một cái là khóa đó mất hết trên tất cả mọi người, chứ nó không còn ở đây nữa. Nghĩa là anh em không cần phải bắt buộc phải tin nhau hay là trust up gì hết. Đó chính là lý do tại sao mà stuck được ưu tiên hơn trong cái việc chống lại quan tâm. Đó là một trong những lý do nha. Còn lại còn nhiều thứ lắm. Ok. Còn nhiều thứ mình, còn nhiều thứ. Mấy bài toán nữa. Mấy bài toán đó anh em muốn đọc thì vô group đi, vô group về đưa cho đọc ha. Thì yeah, clip này nó chỉ đến đây thôi. Mình chỉ muốn nói cho anh em biết về cái phần quan tâm nó sẽ nguy hiểm như thế nào và nó thật sự là nó có hy vọng, nhưng mà sẽ còn lâu lắm. Mình nói thật là sẽ còn rất lâu để mà cái việc quan tâm computer này nó ảnh hưởng đến blockchain. Nên là kiểu keep in mind thôi. Những cái clip này là những cái clip mà kiểu bọn mình cảm thấy là nó là một cái dạng đề mở để mà anh em có thể thực hiện cái việc mà giao lưu, trao đổi, để mà anh em mình củng cố kiến thức với nhau. Sao anh em nghĩ mấy cái tiêu cực đúng không? Anh em cứ sợ, sao anh em cũng nghĩ là từ đó nó sẽ thúc đẩy cái việc là điện toán lượng tử, thì nó lại có nhiều game cho anh em mình chơi nữa. Quan tâm compute. Đúng rồi, nó giống như mấy thằng AI giờ vậy. Giống cái cục cứt chạy nốt trong kia kìa. Ok. Cảm ơn thì thế. Okay. Nó còn nhiều cái thesis lắm. Thì anh em nếu mà anh em muốn anh em chấm vô đi rồi mình nói cho nghe. Nó còn cái rất là hay đó là phân phối khóa lượng tử, nghe khá hay. Nó liên quan tới mấy cái tính chất nãy anh lại có nói á. Ok. Ok, và cái clip này mình sẽ không kêu gọi anh em subscribe, like hay cái gì hết, nhưng mà nhớ làm nha. Nhưng mà ý là giỡn ý là mình sẽ không nói về cái đó, nhưng mà nếu anh em yêu hay mình. Ê, cái gì vậy trời? Gì trời, nghe gay dữ rồi. Ok. Tắt được rồi đó.